khi đọc kinh rãi tâm từ thì nên đọc thành tiếng có hiệu quả hơn đọc thầm trong tâm trí vậy ở các hàng quốc mày quốc mặt các chư thiên thì nhĩ căn của họ nhạy bén hơn các giác quan khác hay sâu hay sao tôi cho con hỏi giác quan nào ở họ là mạnh nhất có khả năng đọc tâm là mạnh nhất không thư sư có phải khả năng đọc tâm là mạnh nhất không thư sư cái này nó liên quan đến cái câu trả lời về đầu buổi vấn đáp ừ, sư nói rồi cái vấn đề không nằm ở chỗ quý vị đọc thầm hay là quý vị đọc thành tiếng hay là quý vị đọc ở trong tâm cái vấn đề là quý vị phải nắm được cái trạng thái của tâm từ để quý vị hướng đến chúng sanh chứ còn mình đọc như con vẹt thì nó cũng vậy thôi Xin nói cụ thể dễ hiểu một bà mẹ đó nhìn cái đứa con ruột đứa con một á ha bà mẹ nhìn đứa con một thì bà mẹ có thể nhìn đứa con bằng cái tình cảm của người mẹ thì cái trạng thái tình cảm của người mẹ đó hứng? bà mẹ bà không cần phải đọc ra có thấy, quý vị có thấy bà mẹ nào đọc ra cái tình cảm của mình cho đứa con chứ một cái ánh nhìn của người mẹ là cái ánh nhìn của tình thương người mẹ dành cho con, nó đã thấm đẫm cái tình thương trong đó rồi. Một cái cử động của người mẹ là nó đã bao hàm cái tình thương của người mẹ dành cho con ở trong đó rồi. Một cái lời nói của người mẹ là nó đã đã bao hàm cái tình thương của người mẹ dành cho con ở trong đó rồi. Và thậm chí không nhìn, không nói, không làm chỉ cần nghĩ đến người con là bà mẹ đã nghĩ bằng cái tấm lòng của người mẹ dành cho đứa con rồi. Tâm từ cũng có những đặc tính giống như vậy. Tức là khi quý vị đã nắm được cái trạng thái của tâm từ rồi thì cái tâm của quý vị đó hướng về chúng sanh thì quý vị hướng bằng cái trạng thái của tâm từ. Khi quý vị nhìn chúng sanh thì quý vị nhìn bằng cái trạng thái của tâm từ. Khi quý vị nói chuyện với chúng sanh thì quý vị nói bằng cái trạng thái của tâm từ. Khi quý vị làm việc động chạm đến chúng sanh thì quý vị làm bằng cái trạng thái của tâm từ. Cái này thì quý vị thực hành đã tâm từ nhiều quý vị sẽ nắm được nha. Chứ còn không có cái chuyện mà nói nói tốt hơn là không nói không phải rồi từ đó có sự hiểu lầm là giác quan nào của chư thiên thì nó trội hơn thì sư khổ quá chư thiên thì đối với những hàng chư thiên có sáu căn thì sáu căn của họ cũng như sáu căn loài người thôi chẳng qua là họ bén nhạy hơn chứ không có cái chuyện là một cái giác quan nào đó nó phụ trội nó vượt hơn cái giác quan khác không có à, chỉ có cõi phạm thiên là còn có mắt và có Uhm, uh, có tai có mắt để nhìn và có tai để nghe để uh, và đương nhiên có miệng để nói để giao tiếp với những chúng sanh ở cõi thấp hơn. Chứ bản thân họ thì họ không cần những cái giác quan khác ví dụ như khứu giác, vị giác, xúc giác thì uh, chư thi chư phạm thiên họ không có cần. Đấy